Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến kênh của Khăm TV các bạn ạ. Mình là Khăm TV đây các bạn ạ. Sáng. Ôi tôi sáng, xin chào tất cả mọi người. Vâng. Toàn nhá, chào mọi người. Còn Khăm giới thiệu luôn đây. Mình là Khăm TV các bạn nhá. Chào mừng các bạn đến kênh YouTube của Khăm TV các bạn ạ. Hôm nay mình quyết định làm một cái clip các bạn ạ. Định làm cái clip đèn trời siêu to, siêu khổng lồ các bạn ạ. Để làm các bạn ạ, sắp đến Trung thu rồi. Muốn làm cái đèn trời siêu to để thả lên trời, bay cao lên trời cho trẻ con trong xóm cùng xem các bạn ạ. Đấy. Và bây giờ mình mời anh em lên để cùng thực hiện cái màn thử làm chiếc đèn trời này. Đấy các bạn. Bây giờ các bạn cùng đi theo mình nhé. Và thấy hay nhớ like và đăng ký kênh cho anh em mình nhá. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ đi chặt tre để làm bước đầu thiết kế chiếc đèn trời khổng lồ. Các bạn cùng đi theo mình nhá. Let's go. Đi chặt tre bạn nhá. Đây búi tre này. Chặt như một cái tre. Đấy, bước đầu tiên là bọn mình sẽ chẻ cái tre ra đây. Vót khung các bạn nhé, vót khung em mình này, tụ tập ba anh em vót để cho nhanh, mong là tối từ đến tối có thể xong được để tối thả. Tạm thời chắc không. Bắt đầu đến vót xong các bạn ạ, bây giờ là bắt đầu buộc này. Làm quả này để bay phát này, chui mây luôn. Bay sang tận Trung Quốc. Anh em Trung Quốc mà nếu mà xem được video này là đèn lồng của anh em mình nhá. Thế mà thứ hai thì phải bay tới sang tận đây để nhờ làm cho. Cái bên dưới vót nó là vót nó to vào nhá. Thế cái đấy cái bên dưới. Vót hai cái này bằng nhau, vót thêm cái bên dưới cái to vào. Cái này cái bên dưới gì? Vót từ cái to to. Này cho cái này nhẹ nhẹ cho trên đỉnh này, cái to to cho ở giữa. Đấy, bây giờ là anh em mình đã buộc xong rồi, nên khung xong rồi. Bây giờ là sẽ vào khâu nhá các bạn nhá. Để các bạn thấy to không? Quá là to rồi đúng không? Này, từ bóng mà nó to các bạn. Đấy, bây giờ là cắt từ bóng này. Đấy, mình sẽ đỡ hiểu cái gì đang xảy ra. Mình sẽ làm tem này. Mình khâu được một phần nữa nha. Ê, mọi người, mà anh em mình đây nha, hai ngày kỳ công em mình ấy làm xong chiếc lồng đèn trời các bạn ạ. Chiếc lồng đèn để tối là thả đèn trời bay các bạn, bay cao. Anh em có thấy đẹp không? Nếu mà đẹp thì nhớ like, đăng ký kênh cho anh em mình nhá. Để tạo động lực cho anh em mình làm những video tiếp theo. Các bạn nhá, đây tối anh em mình sẽ thả, mong sẽ bay được từ đây đến tận Trung Quốc. Và các bây bạn giờ hai anh em mình sẽ mang đi để thả chiếc đèn lồng ấy nhá. Nhưng mà phải chờ đến trời tối nhá. Bây giờ anh em mình ra tìm để địa điểm đẹp để tối anh em mình đi thả các bạn ạ. Đấy, còn đâu là tối anh em mình sẽ thả nó mới bay mới đẹp các bạn ạ. Đấy, các bạn cùng đón xem anh em mình nhá. Đây nhá.
chuẩn bị đây. Đấy, trời tối, trời tối rồi mọi người nhá. Để mới đốt nát. Đấy, giờ là bắt đầu buộc rẻ cho tẩm dầu hỏa vào. À. Bắt đầu đốt nhá. Đó. Tối om om rồi các bạn ạ. Không có nhìn thấy gì luôn này. Rồi, đổ dầu hỏa vào để bắt đầu đốt rồi này. Nhưng mà nhớ là đốt cái này đừng đốt nhà nhá. Nó bay lên mà rơi nhà ai thì hơi khốn nạn đấy nhỉ. Bên Trung Quốc mà xem này là cũng không phải lỗi cho anh em mình đâu nhá. Sơ xuất. Cái này có bốc hơi không? Nhưng mà chính là cái này thiết kế là hơi khó đấy, phải không? Cái này bản vẽ chính là làm 4 năm mới được một cái bản vẽ này. Đấy, bây giờ bọn mình bắt đầu đốt các bạn ạ. Chuẩn bị đốt nhá. Từ từ. Kéo cái vải ra ngoài đã để lấy cái mồi cái vải đã. Đấy, làm video rất chi là vất vả, 2 ngày mới xong. Mọi người mà không ủng hộ anh em mình thì đúng là phí lắm. Không có để động lực để mà làm nữa. Bắt đầu nha, xem nó có lên được không nha các bạn nhá. Đó. Nào, xem nó có lên không nhá. Bây giờ thả tay này. À, thả tay nào. Ôi. Lên được các bạn. Ôi giời, mắc dây điện rồi. Đây nhá, bắt đầu thả anh em nhá. Cho nó bay nhá các bạn nhá. Bay rồi anh em. Ui lên rồi. Ui lên cao thế nhỉ. Ui lên cao thế kìa. Lên đi. Ô, mày anh làm thế? Ta làm kéo không kéo thế nào được. Đù. Lên. Ôi anh em mình làm thành công các bạn nhá. Ôi giời ơi, các bạn thấy đéo không? Lên, khám tivi nhá. Các bạn ơi. Nào, xuống. Hạ xuống. Rồi, lên. Nghe biết lời. Xuống. Lên. Đấy, mọi người thấy video này của anh em mình hay đi. Nhớ like, comment các kiểu các thứ vào ấy. Đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nhá. Anh em mình có động lực để sau làm những video. Đây nhá, nhìn kỹ lên nhá. Cắm ti. Đấy. Nhớ đăng ký kênh. Chưa có hình như các bạn. Đấy, mà nếu hôm nay gọi là anh em mình làm nhưng mà nó nói thật là không được các bạn ạ. Đấy. Hơi sơ suất, lần sau anh em mình làm lại. Đấy, mọi người không cái video mà anh em mình sẽ làm lại nhé. Đấy, bọn mình làm là phải nó lúc nào phải thành công, bắt đầu mới thôi cơ. Đấy, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Clip sau mọi người nhá.